1 action. Xin chào tất cả quý vị. Và hôm nay mình đang ở thành phố Đà Lạt của tỉnh Lâm Đồng. Và hôm nay mình đang ở khách sạn La Đà Lạt. Và xin giới thiệu với mọi người, đây Quê Hậu, thí sinh số 44 Nguyễn Ngọc Quỳnh. Hello. Quê Hậu dân nhân. Xin chào quý vị. Hôm nay gia đình Sushi Đăng Khoa và Siro Khôi Nguyên, còn được gọi là gia đình Siêu Nhơi, đang có mặt tại Đà Lạt. Và cả gia đình đi hộ tống mẹ Quỳnh đi thi Hoa hậu doanh nhân Việt Nam qua ảnh. Yeah, và đây mẹ diễn áo dài thử nha. Để lên sân khấu nha, bây giờ là phỏng vợt nha. Mời chồng của Hoa hậu doanh nhân Việt Nam qua ảnh lên đây. Hoặc là nhiều like cũng được. Nhìn hoa hậu hôn chồng hoa hậu nè. Hồi đi còn lại đây. Hôm nay hoa hậu cao hơn chồng. Rồi lễ cho chị. Xin chào quý vị. Hôm nay gia đình Sushi Đăng Khoa và Siro Khôi Nguyên, còn được gọi là gia đình Siêu Nhơi, đang có mặt tại Đà Lạt. Và cả gia đình đi hộ tống mẹ Quỳnh đi thi Hoa hậu doanh nhân Việt Nam qua ảnh. Yeah, và đây mẹ diễn áo dài thử nha. Để lên sân khấu nha, bây giờ là phỏng vợt nha. Trời ơi. Mời chồng của Hoa hậu doanh nhân Việt Nam qua ảnh. Mời chồng kìa. Ghê quá.